tiếp theo xin mời cô tu nữ Nguyễn Thị Ngọc Trang. Lời đầu tiên thì cho con xin kính chào ba vị quý sư và các vị sa môn và các cô tu nữ và ban phụng sự. Con sẽ chia sẻ về cảm nghĩ của con và chia sẻ cho mọi người biết vì sao mà sau quá xuất gia duyên này con chọn xuất gia luôn. Và cái việc mà con đang đứng ở đây đối với mọi người nó có thể là bình thường, nhưng mà đối với một gia đình là theo Thiên Chúa giáo như nhà con, nó là một sự rung động với cả gia đình. Mọi người hoang mang không biết là con có xảy ra biến cố gì hay không, rồi có bị ai tác động hay là bị tà đạo dụ dỗ gì hay không. Mọi người rất là lo lắng. Và để con có thể đưa ra quyết định này, con thật sự là biết ơn cái sự dũng cảm của mình. Và con thật sự là biết ơn quý sư đã cho con những cái kiến thức để con biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, và để con có thể mạnh mẽ lựa chọn cái mà con muốn làm. Thì khi tham gia khóa tu lần này, con đúng nghĩa là đi chỉ là để gieo duyên thôi. Vì mình không nghĩ là mình sẽ xuất gia được sớm như vậy, hoặc là có thể xuất gia được đời này, đơn giản chỉ là gieo duyên thôi. Và mình trải nghiệm cái đời sống của vị tu sĩ. Và khi mà con vào tu học, có bốn cái sự kiện khiến cho con đưa ra quyết định đến với con đường tu hành nghiêm túc. Sự kiện đầu tiên là khi sư Phước Trí chia sẻ về việc khi sư còn mới vào tu tập, thì khi mà đi cất thực, sư không có thuộc cái kinh chúc phúc để hồi hướng cho các vị thí chủ, thì sư rất là ngại nên sư không dám đi cất thực luôn, cứ trốn ở phòng và ăn mì như vậy. Thì cái điều mà sư chia sẻ nó làm cho con cảm giác rất là thôi thúc với cái việc là mình nhận được cái vật thực nó quý giá như vậy, thì cái việc mà mình đáp trả lại nó phải quý giá hơn như vậy nữa, thì cái người mà họ mang thức ăn đến cho mình họ mới có được sự lợi ích. Đó là nhờ sư Phước Trí mà con đã phát nguyện lúc đó, là nguyện cho con có được sự tinh tấn tu học và sớm chứng đạo niết bàn. Con chỉ nghĩ đơn giản như vậy, và con chỉ đơn giản muốn là mình tập trung học thật tốt để mình có thể hồi hướng chúc phúc cho những người đã hộ độ mình. Và sự kiện thứ hai rất là có duyên là đối với sư cô Phước Nguyên Thủy. Khi con đang đứng ở nhà vệ sinh một mình, cô đi đến và cô nói với con là nhìn con là người sẽ tu tập, và cô nói tiếp là con đã bao giờ có tâm lý chuẩn bị xuất gia, hay trong tâm của con có bao giờ nguyện là sẽ xuất gia hay không. Thì khi mà con nghe cô hỏi hai câu như vậy, con đứng hình một lúc luôn, là lúc đó trong người con từng đợt da gà nó nổi lên, và bây giờ khi con nhắc lại nó vẫn đang nổi lên nè. Và cô tiếp tục nói, nếu như có thì con hãy đi sớm đi, hoặc ngay bây giờ luôn, vì con đường tu học sẽ rất là dài, và sau này mình còn hoằng pháp và hộ độ cho thế gian nữa. Thì sau khi nói chuyện với cô, con suy nghĩ rất là nhiều. Con suy nghĩ về bản thân, về gia đình, mình rất là xúc động. Và con tối về, con suy nghĩ. Và tiếp theo sự kiện thứ ba là sư Tuệ Tường khi giảng về năm dấu hiệu của Đức Phật, nói với chúng ta để biết là khi nào chúng ta nên bắt đầu tu tập tinh tấn. Đó chính là trẻ, khỏe, Phật thực dồi dào, thế giới hòa bình và tăng đoàn hòa hợp. Khi con nghe được những điều này, con đã muốn đi xuất gia, nhưng con lại vẫn còn vướng mắc về mẹ của con. Nên buổi tối khi mà con trực đêm ở ngoài bãi xe đó, 10 giờ rưỡi tối tới 12 giờ, khi con ngồi học kinh chúc phúc, thì con có nguyện cho con đời đời trở thành bậc xuất gia, được thoát khỏi khổ nạn. Dạ không phải, thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứng đạt niết bàn. Nhưng con nguyện như vậy rồi, sáng hôm sau con tỉnh dậy thì con vẫn thấy nó vẫn chưa có đủ để mà con thực sự đi, nên con mới muốn là làm một cái gì đó nó mạnh mẽ hơn. Thì sự kiện thứ tư là buổi sáng ngày hôm đó khi đi khất thực, con dành toàn bộ Phật thực mà con nhận được dâng cúng đến cho chư tăng và tam bảo. Con không ăn sáng trong ngày hôm đó. Và khi con cúng dường, con xin nguyện cho con đời đời trở thành bậc xuất gia, có trí tuệ tinh tấn tu hành, thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, sớm chứng đạt niết bàn.
Sau đó khi sư Hạnh Tuệ nói về việc phụng dưỡng của cha, về phụng dưỡng cha mẹ vào thời thuyết pháp buổi sáng đó, khi con nghe thì con nhớ tới trong khóa thiền tứ niệm xứ, sư đã chia sẻ về ba cái bậc báo hiếu trong thế gian. Báo hiếu bậc hạ là mình sẽ chăm sóc về vật chất, xoa bóp tay chân về sức khỏe cho cha mẹ. Báo hiếu bậc trung, mình sẽ giúp cho cha mẹ, nếu cha mẹ chưa có chánh kiến sẽ giúp cho cha mẹ có chánh kiến, giúp cho cha mẹ có thể biết được đến Phật pháp. Và báo hiếu bậc thượng đó chính là mình xuất gia tu hành và mình quay lại độ cho cha mẹ. Lúc đó là con vỡ oa ở phía dưới, con khóc và con quyết định ngay lúc đó luôn là con đường này là con đường con phải đi. Và trước khi đi khất thực, con lên xin sư, con phát nguyện muốn đi xuất gia. Và đó là con đã xong phần của con và con báo với gia đình. Chị của con có chồng và cũng theo Thiên Chúa giáo. Nhưng khi con thông báo, chị đã đồng ý cho con đi xuất gia luôn tại thiền viện của mình. Và còn lại mẹ của con là con vẫn hơi lo lắng. Vì mẹ sống với cô con thì rất là chuyên tâm phụng sự bên Thiên Chúa. Nên có thể là mẹ ở đó nhiều khi mẹ sẽ bị những cái lời tác động, mẹ sẽ hoang mang. Thì con lo nhất là mẹ thôi, mà cũng không biết nói như thế nào để mẹ hiểu mình, giải thích làm sao để cho mẹ bớt đau buồn. Nhưng khi con thông báo với mẹ, mẹ con nghe và mẹ con khóc liền, vỡ òa. Mẹ bình tĩnh lại và sau đó mẹ nói là mẹ muốn lên trên này để tham dự cái buổi lễ tổng kết của con. Mẹ đã đồng ý cho con đi. Và hôm nay ở đây khi con nói những lời này, mẹ con đang lắng nghe và con xin rất là biết ơn mẹ đã tạo điều kiện cho con. Sư rất là tán thán sư cô đã có lòng vì lợi với đạo. Sư chia sẻ cái trường hợp của sư nó cũng có cái nhân duyên. Phải nói là hồi xưa sư sinh hoạt thì cũng không nghĩ, chưa nghĩ được chuyện Kitô đó. Chỉ là trong một cái giai đoạn của cuộc đời thì nó có nhiều cái sự trắc trở, thì mình chỉ đơn giản là mình hướng về đạo nhiều hơn, với cái mong mỏi là những cái lời kinh tiết kệ, những cái phương pháp được Đức Phật ghi lại thì sẽ giúp cho mình khuây khỏa phần nào. Và ở cái tập thể, quý vị biết là lúc đó những cái người bạn nó chọc, nó kêu là thầy, nó kêu tên, nó kêu thầy. Mà thầy á, kêu thầy cày á, tức là nó chịu xéo. Nhưng mà mình cũng phải kể nó, bây giờ mình nói gì nha. Thì tối thì cứ học kinh, chép kinh, rồi ngày thường thì mình vẫn cứ đi làm bình thường. Nhưng mà nó khi mà kêu riết á, thì tự nhiên là mình có suy nghĩ không ấy, mình đi tu. Và khi cái suy nghĩ đó nó đã sanh lên, nó bắt đầu nó tâm rễ, là nó bắt đầu nó lớn dần rồi đến khi mà đủ cơ duyên thì sư bắt đầu tìm hiểu cái con đường xuất gia. Cho nên là cái chia sẻ của cô thì của sư cô thì sư rất là quan niệm, bởi vì nó cũng tương đồng giống như hồi xưa mình đã gặp, nó cũng một nhân duyên. Và phải nói là cái khi mà sư cô vào xuất gia nhân duyên thì sư, cái này sư cũng xin lỗi cho quý vị nha, là sư thưa cái trí nhớ gương mặt của sư kém lắm. Hơn nữa thì sư cũng ít khi mà chú ý nhìn cái gương mặt của một ai đó, nhưng mà khi mà sư thấy là cô tu nữ này nhận xung phong, nhận rất là nhiều việc và cũng rất là có lòng, rất có tâm trong những việc mình làm.
thì sư thấy đây là một hạt giống tốt mà sư không hề nấu ăn, không hề tác động, không hề tiếp xúc. Sư chỉ đơn giản sư ngồi, sư quan sát và sư thấy đây là một hạt giống tốt. Và nếu như sư cô này mà tu luôn thì có thể là một cái điều rất là tốt. Và sư cũng khá bất ngờ là sư cô đến gặp sư và nói là sư cô sẽ xuất gia luôn. Thì sư với cái nhìn của một vị tu sĩ thì sư chỉ hơi bất ngờ, nhưng mà đằng sau cái bất ngờ đó thì đây là cái chuyện giống như lẽ ra nên như vậy. Chứ còn sư thấy một người như thế mà không đi tu mà ở ngoài đời thì nó mới là buồn. Với những biểu hiện của sư cô thì sư thấy là đúng, và đó là biểu hiện của một người tu nhiều hơn biểu hiện của người đời. Thành ra là sư thấy là sư cô rất